Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ban hành các quyết định công bố gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc đối với gần 130 loại sản phẩm. Các sản phẩm thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong nước và nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký thời gian qua, đa dạng về nhóm tác dụng dược lý, gồm thuốc điều trị ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, thuốc kháng virus và các loại vaccine, sinh phẩm có nhu cầu sử dụng nhiều trong khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh. Tổng cục Thuế đã triển khai trong toàn ngành công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các tổ chức cá nhân có hoạt động thương mại điện tử, chưa tuân thủ nghĩa vụ thuế theo quy định. Trong 3 năm 2021, 2022 và 2023, tổng số các tổ chức cá nhân đưa vào diện rà soát là hơn 31.500 cơ sở kinh doanh, đã xử lý kê khai nộp thuế, truy thu thuế, xử lý vi phạm đối với hơn 22.100 cơ sở kinh doanh với số thuế tăng thêm là gần 3.000 tỷ đồng. Tổng cục Thuế đã khai trương cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài estacvn.gdt.gov.vn nhằm hỗ trợ các nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai, nộp thuế tại Việt Nam, đã chính thức vận hành cổng dữ liệu thông tin thương mại điện tử từ ngày 15 tháng 12 năm 2022. Đến nay, đã có 96 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký. Trong năm 2024, có 21 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký mới. Trong nửa cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hai đợt khuyến mại tập trung mức 100% giá bán với tổng thời gian 4,5 tháng. Đây là năm thứ tư liên tiếp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khuyến mại tập trung. Theo kế hoạch, đợt 1 sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 nhằm kích cầu mua sắm hè. Trong khi đó, đợt 2 diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 để trợ lực người dân mua sắm Tết. Trong cả hai đợt này, thương nhân tham gia được phép áp dụng giảm giá tối đa lên tới 100%. Theo quy định hiện hành, hạn mức khuyến mại chỉ được phép tối đa 50% và chỉ chương trình khuyến mại tập trung do cơ quan nhà nước cấp tỉnh tổ chức mới được áp dụng mức tối đa lên đến 100%.